steals. Beware! Triple kill! Hit! Up here! You're done for! An enemy has been defeated! Hit! You have defeated an enemy! Charging brand! Double kill! Didn't see that! Shut down! Let the water flow. Triple kill. Hello các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái build đồ về bản ngọc cũng như là về cái lối trang bị cho Vanheim mà mình hôm nay mình đã test và cảm thấy ok. Thì mình chia sẻ cho các bạn nha. Mình sẽ vào cái bản ngọc nha. Đây là cái bản ngọc cho Vanheim nha. Mình sử dụng cái bản ngọc sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng cho bản ngọc đỏ nha, 10 viên. Và về bản ngọc tím, các bạn sẽ lên cho mình 10 viên tốc chạy và tốc đánh. Và về bản ngọc lục thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái công vật lý và xiên giáp 10 viên nha. Bản ngọc lục nè, công vật lý xiên giáp nha. Thì chúng ta sẽ được cái thuộc tính chung như sau: công vật lý là 9, tỷ lệ chí mạng là 7%, xiên giáp 64, sát thương chí mạng là 36% và tốc chạy và tốc đánh là 10% nha. Và để combo với cái lối bản ngọc như thế này đó, thì mình đã chơi cái build đồ như sau nè. Đây, cái build đồ nè các bạn. Shop đầu tiên là lên một cái đôi giày du mục nha. Cái shop thứ hai các bạn sẽ lên cho mình một cái song đao bảo táp để nhận tỷ lệ chí mạng cũng như là cái lượng tốc chạy và tốc đánh nha. Và cái shop thứ ba chúng ta sẽ lên một cái gương sấm sét để nhận thêm công vật lý và tốc chạy cũng như là một cái lượng tốc đánh khá là cao. Và cái shop thứ tư chúng ta sẽ lên vuốt hung tàn, nhận thêm cái vuốt hung tàn nữa các bạn để nhận tốc đánh tối đa nha. Và cái shop thứ năm thì các bạn sẽ lên cho mình một cái kiếm Fangrit, hoặc là các bạn có thể lên cho mình một cái thôi mình chơi cái dạng đó là như vậy nha, kiếm Fangrit nha. Và cuối cùng thì do bên địch á có Allen cho nên là mình sợ ấn tiêu các bạn, cho nên mình lên một cái quả cầu băng xương để hạn chế cái mà ấn tiêu của Allen nha. Đó, hạn chế các ấn tiêu của địch nha, sát thủ của địch cũng được. Ok, đó chính là cái build đồ về cái bản ngọc và về cái lối trang bị mà mình chơi trong cái trận này, trong hôm nay. Thì mình chia sẻ cho các bạn, mình thấy ok, mình chia sẻ. Mong các bạn cho mình xin một cái like, đăng ký kênh và cái nút chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.